Kính thưa quý vị, và để liên tục chương trình chúc mừng buổi lễ Happy Birthday dành cho Thiên Thịt Nhỏ Hương Thịt của chúng ta, thì xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Tân. Dạ, có biệt danh là Hát Công Tử. Trời ơi, ca sĩ đâu mất tiêu rồi. Kìa, một tràng pháo tay thật lớn luôn quý vị ơi. Trước tiên Hát Tử xin cảm ơn Đậu Tô Bình Tân vì tới nhà tiếng sớm và mừng tròn một tuổi cô bé của gì Thịnh Khương Thịnh, rất là cảm ơn. Nói chung rất là cảm ơn Hậu Mô Tô Bình Tân. Trước tiên có gì sơ sức mong các cô chú anh chị thông cảm các khúc. Xong ra các khúc Anh Ba Kia, mời các cô chú và các anh chị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đề nghị ca khúc nữa. Dạ. Nói chung hát chơi tới bến. Ở ca khúc thứ hai, ca khúc Ngờ Ôn Thường Nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.